Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách thiết lập và cài đặt Wi-Fi chế độ Virtual Controller của dòng Aruba Instant. Thì sau khi mình cắm khởi động SSID, thì SSID nó sẽ phát ra một cái Wi-Fi đó là Set Me Up. Thì đầu tiên mình sẽ connect vào Wi-Fi Set Me Up này và mình sẽ mở việc lên và truy cập vào cái link Instant Aruba Network.com với bộ khóa 4343 để vào trang thiết lập của Wi-Fi. Chế độ này mình đang có hồi nãy chế độ Virtual Controller, là sau khi mình login vào cái link này á, thì nó sẽ dẫn tới dashboard của Virtual Controller Aruba. Đầu tiên thì mình sẽ login với username mặc định là admin và password là serial number của exploit. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đổi password. Rồi, mình sẽ login lại với password mới. Rồi, ở đây các bạn sẽ chọn country code. Cái này nó sẽ liên quan tới băng tần và công suất phát, nên là các bạn chọn sao cho nó đúng ha. Rồi, mình sẽ nhấn OK. Rồi, OK, vậy là mình đã login thành công được vào giao diện Virtual Controller của thiết bị Aruba. Đây, các bạn thấy ở đây là Virtual Controller. Hiện tại Network thì đang có 1, Exploit 1 và Client cũng 1. Network thì mình đang có một cái sóng SSID là Set Me Up. Và thứ hai, một Exploit, mình có một Exploit Module 505. Rồi, mình có thể xem được Serial Number ở đây. Đây là cái mật khẩu mặc định mà mình dùng để đăng nhập. Rồi, mình thấy được MAC và IP address nè. Rồi, các bạn có thể dùng cái IP này để mà truy cập vào giao diện này cũng được ha. Rồi, mình sẽ tiếp tục. Rồi, thay vì mình dùng cái link này thì mình có thể dùng trực tiếp bằng IP này luôn. Rồi, mình cũng sẽ login tương tự. Rồi, chúng ta cũng vào được trang chủ dashboard hoàn toàn giống như cái link ban đầu. Link ban đầu là khi mà mình chưa biết được địa chỉ IP của thiết bị Wi-Fi. Còn bây giờ mình biết được rồi thì mình có thể truy cập trực tiếp được luôn. Rồi, một cái LAN. Thì ở đây mình có một con laptop của mình đang sử dụng để cấu hình. Rồi, bây giờ tiếp theo thì mình sẽ tiến hành đổi lại IP tỉnh cho thiết bị Wi-Fi nè. Hiện tại mình đang nhận là IP động. Thì để trên IP tỉnh thì mình sẽ vào một exploit ở tab config. Rồi, ở đây mình chọn specify statically IP. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đặt lại IP tỉnh. Mình sẽ đặt cùng là IP 99.3 luôn nha. Netmask của mình là 24. Gateway của mình sẽ là 99.1. Rồi, DNS thì mình sẽ để Google DNS. Rồi, ở đây mình sẽ sắp lại. OK. Nó báo là reboot để mà apply cấu hình Mình tắt đi. Rồi, tiếp theo thì để cấu hình SSID chúng ta sẽ vào một network. Rồi, ở đây mình có set me up Rồi, mình sẽ nhấn cộng. Rồi, ở đây mình sẽ đặt name cho SSID. Thì mình sẽ đặt là can. Rồi, type thì mình sẽ chọn là wireless. OK, employee. Rồi, ở đây mình sẽ để network assign mặc định. VLAN mình cũng sẽ để là default luôn. Thì hiện tại VLAN quản trị của mình đang là lớp 99. OK, ở đây mình sẽ nhập mật khẩu cho Wi-Fi. Rồi, roaming thì các bạn có thể tùy chọn bật tất những cái chế độ mà mình cần. Rồi, rule thì ở đây mình không chọn cấm gì hết, thì mình chọn unrestricted. OK, đây, SSID là can của mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test kết nối. OK, rồi, bây giờ mình sẽ chọn connect. Rồi, mình sẽ nhập cái passphrase mà khi nãy mình nhập cho Wi-Fi.
Rồi, ok, mình đã connect được thành công vào sóng Wi-Fi CAN. Rồi, bây giờ mình sẽ test internet từ sóng Wi-Fi này ha. Mình sẽ truy cập vào YouTube. Rồi, các bạn thấy là trang YouTube này đã load được ha. Ok, rồi. Vậy là chứng tỏ cái sóng này của mình đã hoạt động ha. À, tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra IP address trên cái card Wi-Fi này. Okay, để mình xem là hiện tại mình đang nhận IP bao nhiêu. Rồi, ở đây mình đang nhận lớp IP là 99.7 thì nó cùng lớp với lại IP quản trị của Wi-Fi luôn. Vì khi nãy setup mình để mặc định hết nên là khi mà nhận IP thì nó sẽ nhận cùng lớp với lại Wi-Fi thiết bị Wi-Fi của mình luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào switch để mà mình cấu hình lại port switch. Rồi, đây là con switch access của mình. Thì hiện tại Wi-Fi Aruba của mình đang cắm vào trong switch access này. Đây, mình sẽ xô cái port này lên nha. Rồi, hiện tại mình đang chạy là mode access. Thì bây giờ để cấu hình mapping nhiều SSID vào nhiều VLAN á thì mình sẽ cần đổi cái bọc này qua trunk. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đổi cái bọc này thành bọc trunk. Rồi, mình sẽ trunk native VLAN 99. Rồi, mình sẽ allow tiếp ba cái VLAN, bốn VLAN còn lại ha, 10, 20, 30, 99. Rồi, mình ok mình sau lại ha. Mình còn đang access VLAN 99. Rồi, các bạn nô thêm một câu lệnh switch bỏ access VLAN 99 này luôn ha. Rồi, mình sẽ nô. Rồi, ok, mình show lại nha. Rồi, vậy là bây giờ cái bọt này của mình nó đã trở thành bọt trơn và vận chuyển traffic của nhiều VLAN đi qua. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấu hình thêm các cái VLAN và map vào thêm vào cái SSID khác. Rồi mình sẽ tạo một cái SSID là VLAN 20. Rồi, vẫn là employee. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ chọn vào VLAN static và nhập vào là VLAN ID là 20. Ok, mật khẩu cho Wi-Fi thì nó sẽ nằm ở một pathfinder. Ok. Rồi đây mình vẫn sẽ chọn là basic thôi. Rồi, cái SSID này mình là basic thôi. Mình vẫn sẽ chọn là personal và WPA2. WPA là Wi-Fi Protected Access ha. Những cái chuẩn bảo mật của Wi-Fi. Pathfinder. Thì đây là mật khẩu của SSID. Ok, mình next. Row thì mình không chặn nên mình finish. Rồi, ok, vậy là mình đã tạo thêm được một SSID là VLAN 20. Giờ mình sẽ tạo thêm một SSID là VLAN 30 nữa ha. Rồi, vẫn là wireless và employee ha. Employee đi. Thì rồi, mình next. Ok, ở đây mình sẽ chọn là 30. Ok, rồi xong này mình sẽ để open, mình không để password ha. Rồi, finish. Ok, vậy là hai SSID mới đã được tạo. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test và ok, mình sẽ connect vào VLAN 20 trước. Password ở đây mình sẽ nhập là password khi nãy. Rồi, ok, VLAN 20 của mình đã connect được thành công à. Rồi, mình sẽ check. Rồi, các bạn thấy có internet ha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra rồi để mình kiểm tra lại IP. Rồi, mình thấy hành mình ping lại một cái. Ok, vẫn có internet nha. Rồi, mình xem IP của mình bằng IP config. Hiện tại đây, mình đang nhận lớp VLAN 20 là 20.2 à. Rồi, mình sẽ kiểm tra tiếp SSID VLAN 30. Rồi, connect. Rồi, ok, mình thấy biểu tượng Wi-Fi đã hiện ra rồi. Rồi, đã kết nối, mình check lại IP.
Rồi, bây giờ nó đã là 30.6, là thuộc VLAN 30. Ok, vẫn có internet nha. Rồi, ok, vậy là mình đã tạo được 3 SSID ở đây, một của VLAN 99, một VLAN 20 và một VLAN 30. Đây, client của mình đang nhận trong SSID của VLAN 30. Rồi, vậy là mình đã cấu hình thành công được 3 SSID đây, map vào 3 VLAN khác nhau trên mode Virtual Controller của Set Boy Aruba. Rồi, mình hẹn các bạn trong video tiếp theo. Thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi cấu hình những cái chuẩn bảo mật Enterprise trên Wi-Fi Aruba. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.